Xin chào cả nhà thân mến. Hôm nay thì Thúy Nga lung linh xinh tươi trong một bộ đồ. Bữa giờ là ăn mặc giản tiện, hôm nay tôi mặc đồ nó rần chút. Thúy Nga đang đi birthday một nhỏ bạn quý vị. Ồ, nó nhắn từ hổm rày mà nó sợ em quên. Nó sợ em bị đảng trí em quên. Mà em lật đật là em không quên nếu quý vị lật đật bay về tới Sài Gòn. Để em đi vô tiệc những cái tiệc gì đây. Bả thảo xương. Đây là bài vú. Bài vú đi nha mọi người. Bài vú có cái gì mà vú vú. À, chị tưởng là anh tưởng. Đang quay hả? Đang quay. Ủa, chắc tưởng đâu? Hai sô lê rồi, nãy giờ 2-3 cái sô lê rồi. 7-3 cái sô lê rồi. Rồi đây Lê Giang tới liền nè. Lê Giang tới. Lê Giang vẫn chưa tới hả? Nó đang qua. Thôi giờ mình ngồi đây mình canh. Mình canh cái khoảnh khắc này, mình canh chắc từng xuất hiện mọi người. Rồi. Được rồi. Nhớ nhau thì cũng không nhớ lắm. Tại vì đàn ông ai với ai nó không nhớ lắm. Anh nhớ con chị là chưa gặp nhau ở đâu á. Ở đâu? Trời đất ơi, hôm nay bằng học hành luôn. Tôi làm ở đâu rồi? Như trường chơi đó, bạn thân của chú Cương mà. Mà lúc đó đã mở nhà hàng chưa? Trời, lúc đó còn chút xíu mà mở vậy. Nó năm chín mấy mà. Trời, làm chủ mua chạy nhà hàng lớn như vậy đó hả? Đồ trắng nhớ mặt ngoài trơn. Đây là sinh nhật. Hôm nay sinh nhật của cô. Các tường mà em tưởng vô đám cưới bà không đó. Mặc ba bộ đồ rồi. Mặc ba bộ sore luôn. Rồi đi hai thai xuân tiếp nữa rồi. Hả? Ba đón rất nồng hậu dữ vậy trời. Mới vào tiếng mà thà hai ba bộ rồi. Các Tường mà chưa thấy Các Tường nha. Giờ Thúy Nga sẽ đứng đây chờ để tặng cho Các Tường một món quà bất ngờ. Cái là gì? Trong lúc chúng ta chờ Các Tường thì chúng ta sẽ gặp anh Thiết Cương. Ồ, xin chào Giới thiệu quý vị, đây là Diệt Hương. Người bạn thân thiết với Thiết Cương mấy chục năm hơn nè. Em có Mỹ mới về hơn. À, em ở Campuchia mới về đó. À, hôm nay vợ anh đâu rồi? Nào. Đi Các Tường đã bỏ vợ qua bên luôn hả? Ở đâu? Ủa, em thấy anh lấy vợ đẹp quá. Đó là bạn chung giường. Marketing phim Lật Mặt 6 của Lý Hải. À vậy hả? Vậy là cái cô vẫn chưa có vợ đúng quý vị. Cô đơn. Coi như là đi sinh nhật Các Tường là vẫn chưa có vợ nha. Cũng mà thiệt luôn hả? Đây mọi người chào ôi, hôm nay là sinh nhật này á, là Nga hẹn với Lê Giang nhưng mà không nghĩ là sẽ có Tiết Cương, nhưng mà khi đến đây mình sực nhớ ra là Tiết Cương với lại Các Tường là bồ nhau ngày trước có không ạ? Ôi, đang trên ống kính cả thế giới con mình phải bí mật đi. Bí mật mình phải không có bồ chuyện sao đi. Quay YouTube đúng không? Không có quay. YouTube đúng không? Chị không có quay. Chị không có quay. Mày thấy chị có quay không? Sinh nhật hôm nay không có YouTuber. Chị không có quay, mày thấy không? Sinh nhật hôm nay không có YouTuber. Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu kìa? Sinh nhật không có YouTuber kìa. Đủ nhỏ quay bên đây. Chị không quay nha. Ủa, Tiết Cương. Sorry Tiết Cương nghe. Ờ, bà Cương có chưa ra anh nữa. Sorry Tiết Cương nghe. Chụp biên lâu lắm mày. Chụp lại đi, có con. Chụp lại đi, chụp lại đi. Anh nhìn cái bụng như cái thau gì mày. Thôi nha. Vậy bà Tường ra chưa? Đây, em chúc chị bước như Đông Hải, ngồi tưởng Nam Sang nha. Quay! Xin lỗi, xin lỗi. Rồi, ok. Pin pin ngày xưa nó đàn em Các Tường mà giờ nó chụp nó tưởng là ba Các Tường không? Rồi, hết. Nè nè, dùng cái bồi ra nè. Cái sà đê thứ 8 rồi phải không? 8 bộ rồi. Rồi còn cái bộ nào nữa không? Hết rồi đó. Cái tới xuống cuối là đứng mặt. Mày tới là tao cuối rồi đó. Đây nè, cái này quà này cũng mở, tối gì ăn mở, nó là một cái loại bao. Một loại bao kỳ lắm. Từ từ đó. Rồi, để bạn chụp hình cái nào. Chưa nha. Rồi mấy người mới vô là có chỗ yên nghỉ chưa? Mày có chỗ yên nghỉ chưa? Trời ơi, tao muốn đi cá lại kìa. Lên đặng nha, quách gặp tôi kìa. Trời ơi, quay cái quán nó cả tháng rồi nó chưa bốt đó. Chắc nó giận rồi. Thôi đi rồi, chụp cái đi rồi. Cái này là quà sinh nhật của bà. Cái gì vậy? Lát tôi đố bà. Rồi, nhìn em bốt nè.
Thôi xin chào chị. Rồi, rồi mày xuống đi cho người ta chụp hai vợ chồng chứ chứ. Ủa có nữa hả? Mua này được luôn. Ủa mình phải tự hiểu chứ. Rồi, rồi bây giờ mạnh khỏe luôn luôn xinh đẹp luôn luôn xinh đẹp luôn luôn mạnh khỏe là đủ rồi. Từ ơi nha, bà chào chú Tư qua. Rồi con mèo bạn Tiết Phương với lại Tiết Cường hả? Quốc Cường ơi, Tiết Cường ơi, lên phụ em này tay coi. Quốc Cường mày lẹ không, mày xuống đi, mày đỡ cho tao cho hai người mình chút coi. Để đố này cái người chủ lên rồi kìa. À chị Đường ơi, không biết mày ở ở gì mày nhầm quánh ở ngoài người ta có bao hơi đỏ đó nè. Không có, tôi nhận đó à. Tôi nhận cái bao hơi đỏ trước đi. Chủ nhà hàng nè. Ôi cái cặp nó dài cui luôn à. Nó dài mà nó nặng. Như mọi năm. Mày cũng tính ké với chủ hay gì? Có ké để lấy vàng năm sau tôi nhận nè. Rồi, lấy là tao đủ mày xuống đó hiểu không? Để tao chụp với chủ quá. À, nữa hả? Đó chứ là tao sinh nhật mà bị đuổi đi vậy ta. Rồi, rồi, rồi giờ mày muốn làm gì? Không có, bà phải làm cái gì phải không? Lại đây nè. Cái gì vậy? Nè, cái gì? Nghe quên. Không, nghe quên nhưng mà mấy mẹ nói chuyện nhớ rồi. Bạn anh đó. Bây giờ đó mình chơi. Nè Cương. Em đố Cương với lại đố Cát Tường, cái này là cái gì? Tôi còn bỏ tủ lạnh nữa chứ. Trời ơi, cái gì vậy? Cái mùi kỳ quá à. Nem, nem Ninh Hòa. Sai. Cái gì? Hình như nem rồi đúng không? Nè, bây giờ đố mọi người cái này cái gì? Nem Ninh Hòa. Mày ngửi đi, mày dâm mày tay mày ngửi cái này cái gì? Thôi đố mày này cái gì? Tôi đúng rồi. Cái này ngon lắm luôn á. Nem. Tao mới mua từ đi máy bay về, tao mua về đó. Bà kinh doanh này luôn á. Mày lẹ lẹ đi cho kết thúc cái tuần này coi. Thôi. Đây nói chung là cái này là phát mỗi bàn cục nha. Không má, tôi thấy điều cái gì? Không phải ngon lắm. Mà nó mùi nó kỳ vậy. Trời ơi, mùi mắm, mùi kỳ mà nó ngon lắm. Ngon lắm. Nó cái kiểu giống như chém miền Trung á, nhưng mà phải ăn với chuối. Cái này là món miền Tây hả? Mắm Thái. Mắm Thái. Của bà ngồi đây gì đó hả? Đâu tôi đâu biết tôi ngồi bàn nào. Bàn kia, trời ơi cái chỗ này ta đang ngồi từ sớm giờ. Ủa ai biết? Tôi không biết luôn á. Ê, cái sinh nhật này tôi bị đuổi hoài luôn à. Bà qua bên kia, chỗ này ta ăn rồi. Ủa chỗ đây ăn? Thôi có máy gì đó xài vậy? Bà ngồi với mình rất thuận ý. Đuổi kìa. Sinh nhật bên này. Thank you.
Thôi bà ngồi chỗ bà Cương nè, rồi rồi bà Na đi. Em ngồi bên kia. Em ngồi bên kia. Đấy, tự nhiên không nghe nè, tôi với bà Giang. Tự nhiên mặc đồ đen hết trơn rồi đó. Em sao đây đồ ăn tốt gì chưa? Không ăn lên chưa? Giang tham khảo quá. Giang giống như là đại gia gì đó. Vô cái miếng hồn. Em á, cô lên chưa? Đẹp như thế này, ngày 12 tháng 12. Và đây thường cũng là một cái dịp hàng năm mà tất cả chúng ta có một cái cơ hội được tề tụ về đây cùng với nhau và được chúc mừng sinh nhật của một cô gái xinh đẹp luôn luôn 15 tuổi. Xin được một tràng pháo tay dành cho chị Cactus. Thật sự là được một cái dịp rất là vui mừng khi mà gặp nhau như thế này, tại vì ai cũng bận rộn cả. Nhưng mà rất là mừng là bởi vì rất là nhiều những cái gương mặt thân quen. Cứ mỗi một năm một cái dịp như thế này thì chúng ta lại được gặp nhau trong một cái không khí rất là ấm cúng. Thì rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu thương chị Cát Tường. Cho nên là ngay bây giờ chắc là xin nhường micro lại để chị Cát Tường có đôi lời để mà cảm ơn những người bạn thân thiết của mình. Thương mặc dù là không có công việc gì để gặp nhau, mỗi năm đi gặp nhau đúng một lần, nhưng mà bạn ấy lúc nào cũng rất là chỉnh chu, vest đồ người đàn ông trưởng thành và thành đạt ở đây nha quý vị. Cảm ơn em nha. Và bây giờ thì Tường xin cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị và các bạn và các em đã dành thời gian đến với Tường ngày hôm nay. Thật sự là năm nay á, nếu mọi người xem clip á, thì mọi người sẽ thấy rằng là sinh nhật của các Tường vắng hơn những năm trước rất là nhiều. Bởi vì năm nay là Tường chỉ mời những cái người nào mà thật sự là thân tình. Và có rất nhiều bạn năm nay Tường không có mời. Không phải là Tường quên, nhưng mà tại vì Tường nghĩ á, là đến một cái độ tuổi chúng ta không cần số lượng mà chúng ta chỉ cần chất lượng. Và chúng ta chỉ cần chất lượng và quan điểm của các Tường là chúng ta sống cho hôm nay và những ngày mai. Cho nên những cái gì ở trong quá khứ, những cái người bạn mà nếu như những cái lần trước Tường mời mà họ không đến, năm nay Tường cũng không mời. Nào đó mình cần phải thay đổi. Mình chỉ dành toàn bộ thời gian, tâm sức và tình cảm của mình cho những người nào thật sự quan tâm và yêu thương mình. Mình không dành thời gian cho những điều vô bổ bởi vì nó rất là mất thời gian. Ngày hôm nay thì Tường rất là vui. Tuy rằng là cái niềm vui nó chưa được trọn vẹn lắm là vì ba của Tường thì đang ở Vĩnh Long, mẹ và con gái thì đang ở bên Úc. Nhưng mà rất may là còn có tất cả những người bạn thân thương của Tường ngồi đây thì Tường cảm thấy cũng rất là xúc động và rất là vui. Không, chúng ta không khóc đâu ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, không có vòng vo, không có nói nhiều. Và chắc chắn rằng trong cái thiệp mời Tường cũng đã ghi rất rõ rồi. Sự hiện diện của các anh chị và các bạn ngày hôm nay sẽ là những cái sự hẹn hò và gặp mặt của chúng ta trong những năm kế tiếp. Là đây là những người cô đọc lại. Hôm nay tôi vẫn nghiêm nha. Tôi mời 6 bạn là 60 con người thân thương. Và đến phút cuối hôm nay tôi mới nhận được những cái tin phản hồi là có rất nhiều người không đi được và tôi đang bị dư một bàn. Tôi đang bị dư một bàn. Và những cái bàn này làm sao tôi không mời nữa. Tôi hứa luôn, cái bàn này nè làm sao tôi không mời nữa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nâng ly cho tất cả những người bạn chí cố của các Tường, những người thân tình của các Tường đã có mặt trong cái buổi tiệc của các Tường ngày hôm nay. Ly của Tường đâu rồi ạ? Đây, và xin mời. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
đoạn từ Happy Birthday xong là đạn phải bắn. Nhưng mà mấy anh năm nay sau cái dịch Covid đạn lép hết trơn rồi quý vị. Em kêu bây giờ bắn đi, bắn đi, bắn em đi mà đạn không bắn. Đó, nó ra nó chọt chọt, trời mà sao cho nổ luôn đạn đi. Thấy chưa quý vị? Đó, đạn không bắn. Đạn bắn là nhạc lên quý vị nha. Mình vô lại đi quý vị. 1, 2, 3, vô. Kiểu sao chết rồi. Mọi người trước đây làm sao lấy chồng mà đạn lấy như vậy thì lấy làm gì? Thôi khỏi đi. Thôi không mà hiểu mà. Thôi coi như bạn đi, coi như bạn đi. Sinh nhật ngày hôm nay rất tiếc khi một người bạn rất thân với cô ấy không đến. MC Quyền Linh đã bận đi quảng cáo sữa tiểu đường và sữa xương khớp, không đến kịp dự sinh nhật của các Tường, cho nên nghệ sĩ các Tường hơi buồn một chút thưa quý vị. Nhưng không sao, vẫn còn những người bạn, những người em, những người chị rất thân thiết trên sân khấu. Tôi thấy có những người người bạn rất thân của nghệ sĩ Cát Tường xin trân trọng giới thiệu quý vị. MC Quyền Linh cảm ơn những vị quan khách đã đến trong buổi tiệc sinh nhật Cát Tường ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn. Trong lúc gia quyến có gì bối rối, xin mọi người niệm tình tha thứ. Nam lên trước ngồi. Một phút mặc niệm xin được phép bắt đầu. Phút mặc niệm hết, xả ra được rồi. Đứng cạnh nữ nghệ sĩ Cát Tường là nghệ sĩ ưu tú Mỹ Quyên và nghệ sĩ Triệt Hương, là người bạn thân thiết của Cát Tường. Bên cạnh đó có bạn MC Mèo Diệu Nhi đã lên chúc mừng chị của mình. Kính thưa quý vị, người đứng ghế Cát Tường là bạn trai của Cát Tường, hôm nay mới giới thiệu cho tất cả mọi người biết, tại vì cũng nhân dịp sinh nhật thì cũng bật mí luôn. Bạn trai Cát Tường hiện tại đang là thạc sĩ kinh tế, đang giảng dạy ở Đại học Quốc gia Việt Nam với bằng chứng nhận EPSILO đến từ Hoa Kỳ. Bò ạ. Bò nha, chị cảm ơn.
Rồi cái này là mình không phải dặn thành các thôi, dặn thành anh Nam nghe không? Là anh Nam ơi, bò anh dài quá, dài quá. Dài quá. Đề nghị các tường đãi ăn sen trọng lên chút xíu, đãi món một ngày đãi gần luôn ở đây là cô nhớ rồi ơi tập tự nó nói chuyện chị chi dây tất cả các nghệ sĩ đều là răng giả hết thưa quý vị, cho nên mình làm được thì mình làm được bò thịt bò cua bê đi để bỏ vô miệng nó sẽ tan ra thịt bò như thế nào nó đứt đâu không có mẹ ba đứt đâu tôm càng xanh nó ra nó tép tép riêu tép riêu sinh nhật khác thường ngon hơn sinh nhật rồi. Ủa phải không? Sinh nhật Tiết Cương thì các bạn còn tạo cuối không ăn được đâu. Đỡ hơn này thịt trâu. Thịt trâu mà. Sinh nhật các tuần đã thịt trâu. Cái này không phải là thịt trâu, cái này là thịt voi. Thịt trâu nè. Thiệt tình luôn á. Nè, chỉ có là gắn thiệp nè. Nhưng mà cái sinh nhật Tiết Cương thiệt nè. Rồi mà có quay YouTube thì nhớ coi. Cái này chứ nha. Chủ nhà hàng này. Nghe không dạ xong không? Dạ xong rồi đó chị. Tại sao cháu mượn nghe vậy? Ôi trời đất. Hồng Hương, tại sao bà dám ngồi tôi tưởng đâu bà bỏ cái răng bà vô đây bà chứ. Bà YouTuber không vậy? Không thế. À, YouTuber đâu à. Do hôm nay sinh nhật. Đi vào hình ảnh rồi. Các Tường xin giới thiệu. Có hai người bạn rất thân các Tường. Đây là Diệp Hương và đây là Kiều Quanh. Cái thằng điên. Sinh nhật Tiết Cương là không ăn được gì luôn hả? Đâu chị đâu. Tới đây trước này con. Nó đãi cái này không còn. Nó có cho con. Nè luôn. Mà đi 5 triệu. 5 triệu. Bê bên. Ờ bố ông chị Phượng đi năm nay không ăn được gì luôn. Trời ơi, đi cho cô 5 triệu, không ăn được gì. Giờ đi cho, cắt tường có cái cây son thôi mà. Ăn thật trâu. Mà cũng không ăn được gì luôn. Nãy giờ đâu có lấy món nào đâu. Ăn đó là cái món. Hôm nay là ngày vui của nữ nghệ sĩ Cát Tường cho nên Tiết Cương sẽ hát tặng tất cả mọi người một nhạc phẩm Người Về Từ Lòng Đất. Âm nhạc bắt đầu. Yeah. Người Về Từ Lòng Đất đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Yeah. Đôi môi em còn đỏ hồng. Hôn anh, áo em để anh chơi hoa.
đôi môi ơi lại gần hơn. Khấu nữ ca sĩ giải phẫu là nam này giải phẫu thằng nữ như vậy. Lâm Triệu Minh xin mời em giải phẫu thành công đúng không em? Đấy. Mình giờ mình đã trong hình hài của phụ nữ rồi thì đâu có gì đâu mà phải mấy nó phải sợ phải buồn. Cuộc đời cũng chưa thấy có bạn nào cũng du duyên không á, nói người đó là con gái của người nhà người ta du duyên thì chửi hoài, mẹ tôi chửi rồi đó, mẹ tôi sẽ thắng luôn á. Tôi đề nghị cậu xin lỗi con gái tôi nha, cậu không được nói như vậy nha. Ai mình giới thiệu Cát Tường là người yêu của mình không á, đi mà chung có mẹ em nữa, người ta đang ủng hộ em đâu quay lại tới chụp hình. Ông quay qua nói mọi người đây là vợ của Quyền Linh, mẹ em chỉ thẳng mặt, mẹ em chỉ thẳng mặt luôn. Tôi đề nghị cậu phải xin lỗi con gái tôi nha. Cậu không được quyền nói con gái tôi như vậy. Mà cuối cùng có xin lỗi không? Có, mặt tái mét tái mét, trời ơi, mẹ chỉ thẳng mặt luôn, tái mét tái mét. Mà xin lỗi, xin lỗi được chưa đó ạ? Xin lỗi được chưa? Rất là nhiệt tình của các tôi. Rất nhiều hoa và bánh kem. Nếu mình là một nhà kinh doanh thì mình có thể hiểu rằng buổi tiệc hôm nay cô ấy đang lo lỗ. Cho nên tuy mặt người ngoài cười nụ nhưng bề trong khóc thầm. Cho nên quý vị có điều chi sơ sức, cho nên tha thứ cho Cát Tường, xin cảm ơn. Đi lên hát đi nè. Đuổi cái cô về đi. Đuổi cái cô về đi. Với các tường mà các bạn không có đứa nào có chồng hết. Ủa thằng Quyền xuống. Cho nó xuống đi.
ngoài. Giờ tới giờ em đi làm nhiệm vụ, em có một cái hẹn với lại sư cô để đi một cái công chuyện nha mọi người. Không có gì mọi người xem sau đi. Bây giờ là sinh nhật Cát Tường đang tưng mừng ở trọng, nhưng mà Thúy Nga phải đi rồi. Cái hàng lồng của nhà hàng đẹp đó mọi người. Bây giờ bà Tường ơi, mọi người ơi, em phải đi chút xíu nha. Thôi chúc Cát Tường sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công nha. Bye bye, đi đây. Trời ơi, sao tôi trốn mà bà cũng đi tìm tôi chi vậy? Trời đất ơi, tôi nói quả xin cho bà nói nè, bà đi đâu? Bà sao bà định chuyển của bà đi? Chuyển là đầu tư đúng không? Được chùa không? Không phải. Tôi hôm nay là phải đi phát 100 phần đồ ăn với tiền nè. Được không? Được cô. Trời ơi, tai nạn, chở đi bà.